Hello, mến chào tất cả mọi người. Thì đây là một cái mẫu thùng quay mà vừa mới cập bến ở bên kho của chúng em. Đó, thùng quay inox luôn, một khối bằng inox luôn. Thì như những cái video trước ấy thì em có giới thiệu về những cái mẫu thùng quay mà bán toàn phần, nghĩa là thùng bên ngoài thì bằng inox nhưng mà bên trong của thùng thì là bằng guồng, bằng thép không gỉ. Nhưng mà hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị và cô chú một cái mẫu thùng quay mà hoàn toàn bằng inox 100%, được không ạ? Thì em sẽ dùng nam châm em thử xem nhé, xem có phải là inox không nhé. Đó, đây là nam châm này, mọi người có thể thấy đây là nam châm và em sẽ bỏ vào trong này từ trên xuống dưới xem là nó có hút không, có chỗ nào nó hút không, được không ạ? Đây, mọi người có thể thấy này, hoàn toàn là nam châm và nó sẽ không hút, nó không hút, tất cả đều là inox hết, được không ạ? Kể cả chân cũng bằng inox, nó chân bằng inox mọi người nhá. Chân cũng bằng inox luôn. Đó. Thì hiện tại cái mẫu thùng này ấy, thì rất là được nhiều người thích. Đây, bỏ vào sát phát này, bắt luôn. Em giới thiệu chi tiết cho mọi người. Được rất là nhiều anh chị cô chú ở các tỉnh thành yêu thích, tại vì thứ nhất là cái độ bền, cái thứ hai là cái thẩm mỹ đó rất là đẹp, mọi người có thể thấy là nhìn sơ qua từ cái cán này được làm rất là tinh tế, được không ạ? Và đến tiếp đến là cái trục bánh răng, đây là bánh răng, đây cái hộp này là hộp bánh răng, bên trong là có một cái bánh răng. Bánh răng này thì được kết nối với cái trục này và làm cho cái guồng bên trong là nó chuyển động. Đây là cái khung này, cái khung để giúp cho cái thùng nó cố định được, cái thùng nó chắc chắn. Và bên dưới này là các cái guồng, nó gọi là xương đó, nó gọi là xương, được thiết kế bằng inox rất là chắc chắn, nó được chia các cái khoảng cách nó rất là đều nhau. Lý do của cái thùng chất lượng và đảm bảo ấy thì mình có thể dựa vào rất là nhiều yếu tố, nhưng mà đặc biệt đối với cái guồng này thì anh chị cô chú là phải chú ý khi mà chia, những cái đội thợ mà họ chia cái guồng này không đều ấy thì làm cho cái tâm này này, cái tâm của cái thùng này này nó quay nó sẽ bị rung lắc, đúng không ạ? Nó sẽ bị lệch đó. Cho dù là có bánh răng giống như nhau nhưng mà cái độ quay của nó khi mà mình chỉ cần chia cái tỷ lệ này nó không đều nhau thôi thì việc là cái hoàn toàn là cái trục nó bị lệch ngay khi mà mình quay chuyển động với tốc độ lớn ấy, thì nó sẽ bị lệch đó. Nên là mọi người hoàn toàn có thể đánh giá được cái thùng nó chất lượng hay không ở ở cái này, cái trục này, đúng không ạ? Đó, nó có đạt tiêu chuẩn hay không thì đây cũng là một yếu tố rất là quan trọng để mà đánh giá một cái thùng quay nó chất lượng đó. Ngoài thùng bằng inox ra, ngoài chân và ngoài tất cả những yếu tố thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và thêm một cái điểm nữa mà cái thùng inox 6 cầu này rất là hay ở điểm là ở bên dưới này này, mọi người thể thấy không ạ? Đây là vòng bi đó, nó giúp cho cái trục này nó chuyển động linh hoạt hơn và nó làm cho khi mà mình quay với tốc độ nhanh ấy nó không bị trượt, đúng không ạ? Nó không bị trượt cá ra. Cái đế, cái đít thùng thì được làm thiết kế bằng hình chóp nó mọi người nhé, để mật khi mà nó vã vào hai bên ấy thì nó sẽ có một cái độ dốc để mật nó chảy ra đường này. Đây, cái này là một cái cút được làm, được hàn vào trong với thành của thùng rất là chắc chắn đó, cũng là bằng inox luôn. Đây, cái này mọi người có thể gắn thêm vào khi mọi người nhận thùng về, anh chị cô chú có thể gắn thêm cái cút ống nhựa vào đây. Còn đây là chân, em giới thiệu chi tiết luôn đó, cũng được làm hàn vào bên thành của thùng luôn. Thì nó sẽ có hai con ốc để mọi người cố định lại, được không ạ? Hai con ốc này là cố định, giúp cố định cái chân bên trong. Cái này thì mình có thể rút ra rút vào được này đó. Chân bằng nốc luôn, ba chân đó, vững chắc như kiềng ba chân. Thì mọi người chỉ cần vít con ốc này ra thôi, nới con ốc này ra khi mà mình vận chuyển thùng ấy thì mình rút ba cái chân ra và mình bỏ vào trong thùng. Nó khi mà đến một điểm đặt ong hoặc điểm quay mật ấy, thì mình lại dễ dàng là đút chân vào và mình vít lại thôi. Đó. Nhưng cái cách dùng và những cái cách sử dụng của cái thùng này thì nó rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần quay chuyển động theo 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 cái đó. Đây, em có thể quay thử cho mọi người xem này, rất là êm đó. Thùng thì đặc biệt rất là êm, nó được thiết kế rất là chuẩn nên là mọi người quay rất là sướng đó, nhận cái thùng này quay rất là sướng. Đặc biệt đấy,
Đối với những anh chị cô chú mà chăn nuôi ong theo hình thức quy mô là kinh doanh ấy, vài chục đàn hoặc vài trăm đàn ấy, thì mình nên là cân nhắc để mà lựa chọn một cái thùng nào nó hợp lý. Đối với những thùng tháo cầu như này, thứ nhất là mình có thể là quay một lúc được nhiều cầu hơn so với những cái thùng 2 hoặc là 3 cầu. Cái thứ hai là nó đỡ hại ong hơn, tại vì mình quay mình không phải lật, được không ạ? Cái thùng này thì mình quay không phải đảo cầu, không phải lật cầu. Và thêm một cái nữa, khi mà tâm nó chuẩn, tâm của một cái thùng ong nó chuẩn ấy, thì mình quay nó sẽ không hại đến nhộng ong, được không ạ? Đối với những cái thùng bé thì mình thường xuyên phải đảo cầu và mình quay ấy, không cẩn thận thì thiết kế không đúng thì nó sẽ ra rất là nhiều cái nhộng trắng, được không ạ? Làm cho nó ảnh hưởng đến cái đàn ong đó. Thì em sẽ đánh giá được, thứ nhất là cái thùng ong này nó có những cái điểm gì nó hơn so với những cái thùng ong 2 cầu hoặc là 3 cầu. Và cái thứ hai là nói đến cái chất lượng và cái độ bền của cái thùng này đó. Hoàn toàn bằng inox nên mọi người sử dụng yên tâm là quay nó không rung lắc này nó. Và cái trọng lượng của cái thùng này thì là cả chân nữa là 15 cân mọi người nhá. Đây em có thể cho mọi người xem đây, 15 cân rưỡi luôn đấy. Đó, rất là dày dặn này. Đó. Còn cái thành thùng này nhá, thành thùng này là 0,6 ly mọi người nhá. Độ dày của nó là 0,6 ly. Đối với những cái thùng người ta làm thông thường ấy thì chỉ có gọi là thường thường chỉ là 0,4, 0,5 ly thôi, nhưng mà riêng cái thằng này thì là 0,6 ly. Đó, bên em đặt ở bên xưởng sản xuất là chỉ 0,6 ly thôi. Đó. Thành này cũng được làm một cái vòng bằng inox này mọi người thấy không? Vòng bằng inox này. Đó, nên là nó sẽ giúp cho cái miệng của cái thùng này nó chắc chắn hơn, nó và nó đẹp hơn, tính thẩm mỹ không bị mỏng, được không ạ? 0,6 ly mọi người nhá. Rất là chắc chắn, thùng thì 10 cả chân nữa là tính cả chân nữa là 15 cân rưỡi. Nó bên em về thì cũng đổ rất là nhiều ở tỉnh thành. Cái mẫu này rất là được nhiều, rất là người anh chị cô chú chăn này ông yêu thích. Đó, lý do là nó đẹp, thẩm mỹ, và cái thứ hai là quay nó rất là êm. Đây em quay thử cho mọi người đây. Rất là êm. Đó, mọi người thấy không ạ? Rất là êm luôn, thùng nó chất lượng thì quay nó rất là sướng. Đó, rất là êm, nhẹ. Và một cái điểm em muốn nói đến á, tại sao cái khung này so với cái mặt này nó lại chênh nhau một khoảng như này. Đó, lý do là sau đây. Thì khi mà bọn em làm ấy thì có tính toán là mình có thể là quay được cả cho cầu 42. Đây mọi người có thể thấy đây là cầu tiêu chuẩn 42 này. Đó, đây là cái cầu 42. Và khi mà mọi người sử dụng cái thùng này thì cũng có thể là quay được cả cầu 48, được không ạ? Quay được cả cầu 48 và cả cầu 42 đó. Thì mọi người cũng có thể là dùng cái thùng này cho ông nội, và dùng cái thùng quay mật ong 6 cầu này cả cho ông ngoại nữa đều được đó. Đây là một cái rất là hay mà rất là nhiều cái thùng quay thông thường không làm được, đúng không ạ? Thứ nhất là nó rất là chắc chắn và bền. Cái thứ hai là quay được cả hai loại cầu của ong luôn, đúng không ạ? Cả cái ong ngoại và ong nội mình có thể đều sử dụng cái thùng này đó. Rất là thẩm mỹ. Bên em Hùng ấy thì chuyên cung cấp tất cả những cái vật tư đó, và những cái đồ chuyên sâu để mọi người làm ong, chăn nuôi ong, cả kho vật tư luôn. Địa chỉ là thị xã Mỹ Hào, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Nếu mà anh chị cô chú nào mà quan tâm thì cũng có thể làm qua kho chúng em để kiểm tra hàng đó, và cũng có thể là lựa chọn những cái sản phẩm về ong đó. Thì bên em Hùng thì gửi hàng toàn quốc, được không ạ? Anh chị cô chú nhận hàng tại nhà, nếu mà hài lòng về sản phẩm thì mọi người có thể thanh toán, được không ạ? Mọi người không phải là đi đâu xa cả đó, nhận hàng tại nhà em có thể chọn những hình thức gửi hàng, ví dụ nhà giao hàng tiết kiệm này, hoặc có thể là gửi qua đơn vị bưu điện, hoặc cũng có thể là gửi xe cho mọi người nếu anh chị cô chú ở xa, được không ạ? Thì bên em giao hàng tận nhà cho mọi người được phép kiểm tra hàng. Nếu mà đúng cái thùng quay như em Hùng giới thiệu, như em Hùng chia sẻ thì anh chị cô chú nhận hàng, không đúng thì giả về, được không ạ? Không hài lòng giả về, không đúng hàng giả về, không chất lượng giả về, được không ạ? Giả về anh chị không mất 1.000 nào tiền phí cả đó, em Hùng cam kết và đảm bảo cho anh chị luôn, không có
không có những cái thùng quay nào nó kém chất lượng, đúng không ạ? Mọi người kiểm tra hàng thoải mái. Bên em Hùng thì buôn bán rất là nhiều đó, mọi người thấy đây là toàn bộ những vật tư chăn nuôi ong này, nó rất là nhiều, hàng đi đầu tỉnh rất là lớn, nên là mọi người quan tâm thì để lại số điện thoại hoặc là alo trực tiếp cho em Hùng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video chia sẻ tiếp theo.